Đây là một cách vẽ hoa hồng rất dễ áp dụng. Hãy chọn một màu sắc mà bạn thích rồi vẽ một cái nền tròn như vậy. Và cũng không cần phải tròn vo đâu. Dùng màu trắng vẽ một cái hình tròn nhỏ ở giữa. Sau đó thêm 3 đường cong ôm xung quanh cái vòng tròn này. Để mình zoom gần cho các bạn thấy nha. Lớp cánh hoa tiếp theo chúng ta sẽ vẽ xen kẽ theo lớp cánh hoa trước. Việc này là mình hơi liên tưởng tới hình ảnh người ta xếp gạch xây nhà. Các bạn có nghĩ giống mình không? Và cứ vẽ xen kẽ như vậy cho tới hết luôn. Là có một bông hoa hồng rồi đó.